mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mỹ nữ và thổ phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình: Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp Lý Tiên Sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo hung dữ như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì. Thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào thì cô vợ cứ khăng khăng nói là không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó vì sao mà có số mệnh long đong trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày càng một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ, và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng nội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí, năm sau
toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại. Nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống 6 tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này hòa thượng thở dài nói: Cô gái đó kiếp trước là nam nhân, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cướp. Đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Có một lần hắn đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, hắn liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục, nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này; muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói: nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành. Nghe hòa thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ: cô Triệu đời trước làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể: một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé,
mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù. Tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ân, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê, và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó. Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp: người ta bình thường không biết Phật pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa học Phật pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Ha ha ha,